Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu một chú ốc sên này rất là to. Hãy cùng tô với mình nhé. Chú ốc sên này mình sẽ tô màu nâu. Thank you.
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một chú ốc sên rất là to này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.